Đang nằm áp chót bảng xếp hạng với 4 điểm sau 5 vòng đấu, câu lạc bộ Thanh Hóa đang rất khát khao giành chiến thắng. Ở trận đấu với SHB Đà Nẵng vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 3, người hâm mộ sẽ được vào sân miễn phí, cổ vũ tăng thêm khí thế cho đội chủ nhà. Tại vòng 5 V-League vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Petrovic đã phải nhận thất bại 0-2 trên sân của Than Quảng Ninh. Trong khi đó, đối thủ sắp tới của họ cũng chịu thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Sông Lam Nghệ An. Trận đấu với SHB Đà Nẵng sẽ là trận sân nhà thứ 3 của Thanh Hóa từ đầu mùa đến nay. Ở hai trận trước, họ hòa không đều trước Viettel và thắng 3-0 trong cuộc tiếp đón Nam Định. Bệnh viện Vạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nơi thực hiện phẫu thuật và điều trị chấn thương cho Hùng Dũng, cho biết ngoài chi phí bảo hiểm y tế thanh toán, họ sẽ miễn phí toàn bộ chi phí phẫu thuật, nằm viện và vật lý trị liệu sau mổ cho tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Như vậy, Hoàng Thịnh có thể sẽ không phải chi trả chi phí nào với trường hợp đáng tiếc mà anh đã gây ra. Ca phẫu thuật cho Hùng Dũng đã diễn ra thành công. Anh có thể trở lại tập luyện sau nửa năm nữa nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Còn với Hoàng Thịnh, cầu thủ này đã tạm thời không còn tập luyện với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau khi bị cấm thi đấu 9 tháng.